Có rất là nhiều câu hỏi như là uống sữa ông chúa của Healthy Care có đẹp da không? Uống sữa ông chúa của Healthy Care có điều trị được mất ngủ không? Uống sữa ông chúa của Healthy Care có tốt cho sức khỏe hay không? Và kinh nghiệm để chọn lựa một sản phẩm sữa ông chúa Healthy Care chất lượng là gì? Tất cả những cái băn khoăn trên sẽ được bên Hoa Beauty chia sẻ thật chi tiết trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người về cái sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly của Healthy Care. Bởi vì sau khi làm những cái video về sữa ông chúa trước ấy, thì bên em nhận được rất là nhiều yêu cầu của mọi người review kỹ hơn về cái sản phẩm sữa ông chúa này. Và hàng ngày cũng có rất là nhiều chị inbox bên em rồi gọi điện tới bên em hỏi về sản phẩm sữa ông chúa của Healthy Care, về thành phần của nó, công dụng của nó, cách sử dụng vân vân. Có rất là nhiều chị thắc mắc bên em là tại sao trên thị trường có rất là nhiều những cái sản phẩm sữa ông chúa khác mà bên em không review và bên em chỉ review về cái dòng này thôi. So với các dòng sữa ông chúa khác thì sữa ông chúa của Healthy Care hiện đang được bán với cái doanh số khủng nhất và cái sản phẩm này nó được người dùng đánh giá về chất lượng rất là tốt. Thực ra khi mà liệt kê các viên uống làm đẹp da thì chắc chắn là trong tên những cái sản phẩm mà được liệt kê đó sẽ có cái sản phẩm sữa ông chúa của Healthy Care. Không phải đến cái thời đại hiện đại bây giờ thì mọi người mới biết đến sử dụng sữa ông chúa để làm đẹp đâu ạ. Mà thực chất ra cái thời vua chúa ngày xưa ấy, vua chúa ngày xưa đã biết sử dụng sữa ông chúa để làm đẹp rồi đấy ạ. Thực tế thì cái sản phẩm sữa ông chúa này ngày xưa rất là quý, nó được sử dụng để mà dành cho những nhà gia đình mà quan chức là quý tộc này, chứ còn gia đình dân thường bình thường thì chắc là sẽ không có điều kiện để mà uống sữa ông chúa đâu ạ. Nói như thế thì mọi người hiểu rằng sữa ông chúa nó quý như thế nào, bởi vì ngày xưa làm sao có mỹ phẩm hay là công nghệ thẩm mỹ viện spa như bây giờ đúng không ạ? Đâu có nhiều cái sản phẩm phong phú để mà dưỡng da, chăm sóc da như bây giờ đâu. Đối với sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly này thì nó có nguồn gốc từ sữa ông chúa tươi, cho nên là về cái hiệu quả và công dụng của nó thì nó không kém gì sữa ông chúa tươi mà có thể là tốt hơn đấy ạ. Về hàm lượng của nó thì nó có chứa 1000mg. 1000mg ở đây không phải là trên 1 viên mà là trên 2 viên. Mỗi ngày chỉ cần uống đến 2 viên hoặc là nhiều nhất là 4 viên thôi thì mọi người sẽ thấy là cơ thể nó khỏe mạnh lên rất là nhiều, ngủ rất là ngon, da sẽ càng ngày càng đẹp lên. Em phân tích sâu một chút là tại sao sữa ông chúa lại tốt đến như vậy. Bởi vì trong sữa ông chúa nó có chứa đến 20 loại axit amin cùng các loại vitamin nhóm B như là B1, B2, B6, B5, B12 và có cả vitamin E. Chính vì thế nó vừa bồi bổ sức khỏe mà nó lại còn vừa làm đẹp da nữa. Cái việc uống sữa ông chúa nó sẽ giúp cho mọi người có được làn da căng bóng, không bị lão hóa, không có nếp nhăn, không bị khô sạm. Về cái hiệu quả của cái sản phẩm này thì thực tế đã được rất là nhiều người dùng chứng kiến, nhiều người dùng cảm nhận rồi, phản hồi lại rồi. Cho nên là những ai, những chị nào đang xem video của bên em, nếu như mà uống cái sản phẩm này thấy tốt thì có thể comment giúp em được không ạ? Trong sữa ông chúa này nó có chứa những cái thành phần mà chống oxy hóa cho da rất là mạnh và nó bảo vệ da trước cái tác hại của tia UV, cho nên là nó có thể ngăn ngừa hình thành nám và tàn nhang. Vì thế em thấy có rất nhiều chị em khen rằng sau khi một thời gian uống cái sữa ông chúa của Royal Jelly thì mọi người thấy da sáng lên, trắng hơn, các cái đốm nâu thì cũng mờ dần đi. Nhưng mà cái việc mà làm mờ nám tàn nhang hay làm trắng da thì nó cũng phải có thời gian. Tức là mọi người sẽ phải uống được tầm 3-4 tháng thì mới thấy cảm nhận cái da của mình nó thay đổi, chứ không phải là sau khi uống 1 tháng mọi người yêu cầu da phải trắng, phải đẹp lên, điều đó là không đúng đâu ạ. Bên cạnh đó thì cái loại vitamin B1 và B6 có trong sữa ông chúa nó có khả năng kháng viêm, giảm sinh dầu nhờn nên nó hỗ trợ cho những ai mà bị mụn trứng cá. Rất là nhiều chị em hỏi bên em là sữa ông chúa Royal Jelly của Healthy Care nó có điều trị mất ngủ hay không? Bởi vì thực tế sữa ông chúa tươi nó hỗ trợ trong cái vấn đề điều trị giấc ngủ rất là nhiều. Điều này em có thể tự tin khẳng định với mọi người rằng sản phẩm này và Omega nó là số 1. Nó là một trong những cái loại thuốc có thể nói là hỗ trợ điều trị giấc ngủ tốt nhất và an toàn nhất luôn ạ. Uống thuốc ngủ thì mọi người sẽ bị đau đầu, sẽ bị mệt. Nhưng mà riêng uống sữa ông chúa, ngủ ngon, cơ thể khỏe mạnh, lại không bị mệt mỏi, tinh thần rất là tỉnh táo luôn ạ. Đã có rất là nhiều những cái nghiên cứu của sữa ông chúa trong cái việc điều trị bị mất ngủ kinh niên. Đương nhiên sẽ có nhiều người nói là ở trên sách vở thì đôi khi là kiến thức nó không được chuẩn. Hiệu quả của sữa ông chúa trong cái việc điều trị mất ngủ kinh niên ý, em đã được nghe tới rất nhiều khách hàng phản hồi lại. Và hầu như 10 người uống sữa ông chúa thì 10 người đều phản hồi lại rằng uống sữa ông chúa xong ngủ rất là ngon. Thực sự bạn nói để mà không nói quá lời thì em xin khẳng định rằng đây chính là một cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe đúng với cái tên của nó luôn. Ngoài những cái hiệu quả trên thì sữa ông chúa nó còn rất là tốt đối với sức khỏe của chúng ta, như là tăng cường sức khỏe sinh lý cho nam, cho nữ, tăng cường tuổi thọ, tăng cường trí nhớ, phòng chống và ngăn ngừa ung thư, chống nhiễm khuẩn đường ruột, hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp, điều trị mỡ máu, tiểu đường và phòng chống các bệnh về gan, giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, giảm đi stress, giảm căng thẳng. Vì thế cho nên là sản phẩm này nó cực kỳ hợp, cực kỳ thích hợp đối với những người mà
gầy gò ốm yếu, cơ thể bị suy nhược. Tiện thể thì em cũng xin chia sẻ với mọi người những cái kinh nghiệm để mà lựa chọn một sản phẩm sữa ông chúa của Healthy Care chất lượng. Đối với sản phẩm sữa ông chúa của Healthy Care chất lượng, cái viên nang bên trong ấy thì nó sẽ có cái độ cứng vừa phải. Viên nang nó sẽ có màu hơi đục đục vàng vàng một chút thôi, nghĩa là hơi đục đục vàng vàng một chút xíu, vàng tươi chứ không phải là màu vàng đậm hay là màu vàng nâu nhé. Và dung dịch bên trong nó sẽ phải có cái sự đậm đặc, nó không bị lỏng quá nhưng mà nó không bị vón cục lại. Nếu như mà nó lỏng quá thì đã bị pha rồi, không còn là nguyên chất. Mà nếu như mà nó bị vón cục lại thì có thể sữa ông chúa đó đã bị hỏng. Và sữa ông chúa khi mà không còn cái màu mà hơi vàng vàng đục đục ấy, màu sáng sáng ấy, mà chuyển sang thành màu vàng nâu hoặc màu đen đen sẫm rồi thì tức là cái sản phẩm đấy đã bị hết hạn sử dụng, đã bị hỏng rồi. Và cái viên sữa ông chúa thì nó phải rời rạc, không được dính vào nhau mọi người nhé. Hiện nay thì do cái nhu cầu sử dụng sữa ông chúa và nhau thai kỳ quá nhiều cho nên là có rất là nhiều nơi bán hàng không có tâm, bán hàng giả, hàng Trung Quốc để mà trục lợi cho bản thân mà không nghĩ đến tính mạng và sức khỏe của mọi người. Chính vì thế khi mua hàng mọi người phải nên là người dùng thông thái, đừng vì ham rẻ quá mà mua phải hàng giả, hàng nhái. Nếu như mà không phải hàng giả, hàng nhái thì cái sản phẩm đấy mọi người phải xem xét rằng nó có đủ những cái tiêu chuẩn mà em vừa kể ra trên hay không. Nếu như mà nó bị có cái màu mà vàng đậm này hay là vón cục vào nhau ấy, màu nó tối màu rồi đấy, thì có thể cái sản phẩm đấy đã bị hỏng rồi, hết hạn sử dụng rồi nên nó mới rẻ như vậy. Nên mọi người khi mà mua thực phẩm chức năng để mà sử dụng mọi người ấy, cực kỳ không nên mua những cái sản phẩm quá rẻ so với thị trường. Không tự nhiên mà người ta bán rẻ như vậy đâu ạ. Mọi người phải hiểu giúp em cái câu là tiền nào của đó. Khi mua về uống sữa ông chúa thì mọi người nên bỏ cắn cái viên thuốc ra, xem mà nó có cái vị hơi lợ lợ một chút không, nó có dễ tan trong miệng hay không, và nó có hơi chua chua một chút xíu thôi. Khi mua hàng thì nhớ là tìm hiểu cái nơi nào uy tín rồi hãy mua. Đối với cái sản phẩm sữa ông chúa của Healthy Care, cái mẫu chuẩn là như thế này. Ở bên trong thì nó sẽ có gói chống ẩm này, và ở dưới cái vỏ lọ đáy ấy, nó sẽ có chữ Healthy Care được dập nổi lên, với cả chữ Australia cũng có ba lá. Và đối với cái sản phẩm này bên em vừa nhập về date từ 2024, nhìn cái viên sữa ông chúa nó có độ đậm đặc vừa phải này, nó không bị vón này, nó không bị loãng quá này, và cái màu của nó trên ánh điện này mọi người nhìn nó hơi khó, nhưng mà khi nhìn bên ngoài thì mọi người sẽ thấy nó có cái màu rất là tươi. Nếu như mọi người cần tư vấn về sữa ông chúa và các loại thực phẩm chức năng khác thì mọi người có thể liên hệ bên em qua Zalo, Facebook hoặc hotline theo số điện thoại 0985 22 900. Và nếu như mà để tham khảo các sản phẩm bên em thì mọi người có thể ấn vào trang web whybeauty.vn thì sẽ ra trang web của bên em. Và trong cái trang web đó thì bên em có rất là nhiều những cái bài viết hay hướng dẫn những cách làm đẹp tại nhà này, rồi là bên em có review những cái sản phẩm rất là hot. Nếu như mọi người yêu mến bên em thì mọi người đừng quên ấn like video, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh của bên em nhé. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.